Bảo Vệ Vlog xin mến chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay Bảo Vệ chia sẻ với cô chú anh chị em mình à. Nay mình vô mình tưới phân cho mấy cây mai lúc gần Tết nha cả nhà. Sau lưng mình cây mai này mình lặt lá nay được mình lặt bữa 22. Bữa nay là một tây tháng 1 năm 2024. Bây giờ bông nó mới đầu chỗ lắc đác à. Còn cái cây kia là mình lặt bữa 19 18 bữa, sorry cả nhà. Cây kia là mình lặt có bữa 20. Cây này là 22, cây kia lặt bữa 20. Nay đang gộ. Và một cây bên kia thì đây, cây bên đây là mình lặt hồi bữa 18 nè. Cây này mình lặt bữa 18 sau lưng mình nè cả nhà. Đó, cây sau lưng đó ha, ngày bữa 18 cả nhà. Đó, ngày sau lưng mình là mình lặt bữa 18 ha. Hôm nay nó chỗ đều rồi cả nhà, chỗ gộ rồi. Hết bông, hết nụ rồi. Chỗ gộ hết nụ luôn cả nhà. Còn cái cây mà mình lặt bữa 20 thì nó chỗ khoảng 70% sau lưng mình đây, đó cây đó 70%. Còn cây lặt bữa 22 thì bữa nãy mới bắt đầu nó chỗ bói, là mình thấy nụ nó cũng hơi to, chứ hơn nữa mình cũng được mớ cây cũng nhiều 20-30 cây nha. Mình mới có lặt thứ vài cây để chơi Tết này, chơi cái nhà, chơi Tết dương lịch chơi ha. Và hôm nay cái vấn đề chính là đây cái nhà, mình sẽ vô tưới phân cho nó nha. Còn một tháng 10 ngày nữa là Tết Nguyên Đán rồi cả nhà. Nhưng bây giờ vẫn tưới phân cho nó nha. Tại vì mình trồng cây trong chậu là mình cần phải cung cấp dinh dưỡng cho nó cả nhà. Cung cấp dinh dưỡng cho nó để cho nó có sức khỏe, nó mới có được bông tốt ha. Và khi nó xuống nó qua cái đợt bông rồi á, là nó sẽ không có bị, nó không có bị mất sức nha cả nhà. Rồi mời cô chú anh chị em theo bố vệ cái cách bố vệ tưới phân nha. Giờ phân gì nha. Nhìn đây cả nhà yêu ơi, bảo vệ sẽ pha phân vô trong 3 thùng này nha. Mỗi lần cái dàn cây của mình tưới thì cái thùng B 20 lít này nó đầy đây tới 22 lít luôn cả nhà. Mà mỗi lần mình tưới nó sẽ 6 thùng như vậy cả nhà. Mình pha lần 3 thùng, mình tưới khu vực này là 3 thùng, khu vực ở phía sau 3 thùng cả nhà. Và mình tưới 2 lần phân vô cơ sẽ có 1 lần phân hữu cơ nha cả nhà. Phân vô cơ là loại phân vô cơ là cái loại phân mà hạt đó cả nhà, phân hạt, phân công nghiệp á, đó là vô cơ. Còn phân hữu cơ là phân nước, phân nước. Loại hữu cơ là đây cả nhà, loại hữu cơ bảo vệ xài là cái Orgum. Cái thằng Orgum này là mình xài tất cả các loại cây kiểng luôn cả nhà. Là mình tưới 2 lần cái thằng phân vô cơ, một lần hữu cơ cả nhà. Hoặc là cả nhà mình tưới một lần vô cơ, một lần hữu cơ cũng vẫn được nha. Nhưng mà bảo vệ tiết kiệm chút. Này chai này nó mắc lắm cả nhà, 1 lít nó tới gần 200.000 cành, gần 200.000. Mà chai này nó 1 lít nha, 1 lít thì mình tưới cũng nhiều lắm. Tại vì một xê thuốc này pha cho 2 xê nước, 2 lít nước, một xê thuốc này là một 2 xê nước này chứ, 2 xê thuốc này, 2 xê phân này. 2 xê phân này pha cho 1 lít nước. Cho nên cái thùng 20 lít này mình pha cho 40 xê thuốc hoặc là phân. Mình nói thuốc hoài, cầm chai cái nói thuốc hoài cả nhà. Một thùng B này mình pha từ 40 đến 50 xê thuốc xê phân này nha cả nhà. Phân Watson Á Châu. Cái này nguồn gốc xuất xứ của nó xuất xứ từ đâu sao không thấy ta, nhập khẩu từ công ty Encaster gì nè, mình không gần tiếng Anh lắm cả nhà ơi, mình không biết tiếng Anh cho nên không biết. Nó dùng cho các loại cây kiểng nha cả nhà, qua lan qua gì cũng được hết nha, tất cả loại cây kiểng đều sử dụng được. Cái sạch đó là từ 10 đến 15 C cho 8 lít nước. Còn này mình tứ cái này xuất khẩu, nhập khẩu từ nước Úc nha cả nhà, nhập khẩu từ nước Úc. Còn này mình tứ thì mình cũng pha cho nó thùng này 50 C đi, trước khi tha mình lắc lên lắc lên gì để cho nó hút nó đều lên cả nhà. Mình lường vô đây một chai 100C, mình chia đôi ra thì nó cũng được, nhưng mà sợ nó không đều lắm.
kệ đi. Không có cống lượng, phải lượng gì thôi cả nhà. Giờ mình lượng vô trong cái chai bì một này nha cả nhà. Cô vậy chia sẻ với cô chú anh chị em mình, đây là cái cách mình tứ phân nha cả nhà. Còn một tháng 10 ngày nữa mà mình vẫn tứ phân bình thường nha, cây đang có bông là mình vẫn tứ để cho nó có cái chất dinh dưỡng nha cả nhà. Mình tứ đây là tứ phân hữu cơ nha, còn phân vô cơ của chú anh chị em mình tứ cái lượng rất là thấp thôi nha.
một một cử bảo vệ tứ như vậy á, 6 thùng như vậy ha, mà bảo vệ tứ chỉ có 300 gram thôi. 300 gram là mỗi một thùng nó 50 gram. Nghe cái nhà, 50 gram mà phân vô cơ thôi, mà khi mình ngâm nha, ngâm cho loãng ra nghe cái nhà. Mà bảo vệ tứ là 300 gram. Thùng này cũng trên 20 lít á, cả 22 lít đó cả nhà. Và bây giờ chân thành cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem video ủng hộ vệ nha. Cô chú anh chị em xem video vui lòng cho về một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Vệ chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Tạm biệt cả nhà, xin hẹn gặp lại quý sau nha cả nhà.